các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Rani, một streamer của Twitch với hơn 81.000 người theo dõi trực tuyến đã đăng một tâm thư lên Twitter chia sẻ về điều tồi tệ đang diễn ra với mình. Những cụm từ như, tôi không thể sống được nữa, đã làm dấy lên sự lo lắng của cộng đồng mạng trước tình trạng quấy rối diễn ra ngày một phức tạp trên không gian mạng. Những ngôn từ mang tính chất nhục mạ được gửi tới nữ streamer. Tôi từng hẹn hò và bị bạo hành vào năm ngoái anh ta là một cảnh sát người mỹ cô bày tỏ trên trang cá nhân của mình tôi đã từ bỏ vụ này bởi vì gã đó cứ liên tục thúc ép thế nhưng hắn không hề phải nhận sự trừng trị nào tôi đã cố gắng tự sát khi biết điều đó vợ cũ của kẻ đó không ngừng đem những lý do hết sức vô lý ra đe dọa tôi ngay cả khi lúc này hai vợ chồng nhà đó vẫn đeo bám tôi không ngừng nghỉ không có ai ở phía tôi lúc này cả tôi không thể sống được nữa Tôi xin lỗi. Một phụ nữ được cho là vợ cũ của gã cảnh sát được nhắc tới trong bài đã có những từ ngữ xúc phạm, lăng mạ đến sự nghiệp streamer của Trang ni Tôi làm sao mà hiểu được cái loại đàn bà như cô chứ, tôi là một phụ nữ thực thụ với công việc đàng hoàng, người đó nói. Còn cô, nếu như đó là cách mà cô chọn để kiếm tiền thì sao không đi làm gái mại dâm hay gì đó tương tự chứ? Twitter của Trang ni giờ đây tràn ngập những lời động viên những câu chúc từ người hâm mộ kêu gọi cô hãy mạnh mẽ lên. Rania, một số người thật sự rất thấp kém và hay ghen tị một fan hâm mộ thẳng thắn chia sẻ. Bạn là một người tuyệt vời, có rất nhiều người yêu mến và ủng hộ bạn, đừng từ bỏ. Ngay sau đó Rania đã đăng bài trong kênh blog cá nhân báo với người hâm mộ rằng hiện tại cô vẫn ổn, chỉ là sức khỏe không được tốt cho lắm. Tôi xin lỗi vì đã làm các bạn lo lắng. Những dòng tin nhắn cô gửi tới những người luôn giỏi theo động viên mình. Hiện tại thực sự tôi đang cảm thấy không khỏe cả tinh thần lẫn thể chất. Nhưng tôi sẽ luôn cố gắng để thật mạnh mẽ vượt qua chuyện này. Hy vọng rằng có thể gặp lại các bạn càng sớm càng tốt. Sau cùng cô cũng đã lên tiếng đính chính rằng mình vẫn ổn. Đây không phải lần đầu tiên ni trở thành nạn nhân của hành vi quấy rối có chủ đích. Năm 2019, khi cô ở Đức. Có hai kẻ lạ mặt đã tấn công trực tiếp cô bằng những cử chỉ phân biệt chủng tộc. Tuy nhiên với sự khéo léo của mình, phản ứng của Trang Ni lúc đó được đánh giá rất cao. Mong rằng những điều tốt đẹp sẽ sớm đến với nữ streamer dễ thương này và những kẻ quấy rối sẽ phải nhận hình phạt thích đáng cho hành vi sai trái của mình. Ảnh internet